Chào mừng các bạn đến với khóa tin học văn phòng dành cho kế toán. Tin học là một ngành khoa học công nghệ phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin nhanh của con người. Ứng dụng tin học vào kế toán là một phần không thể thiếu đối với những bạn học và đang làm kế toán. Không chỉ nhập mỗi số liệu vào phần mềm kế toán, mà còn phải tạo các biên bản, các loại báo cáo chi tiết, bảng kê hàng hóa, lương cho nhân viên, các mẫu hợp đồng, các quyết định của doanh nghiệp. Đến với khóa học này sẽ giúp các bạn nắm rõ được các kỹ năng, tư duy đọc, ra soát, soạn thảo, căn chỉnh hợp đồng lao động, hợp đồng kinh tế, các kỹ năng tạo các bảng chấm công, bảng lương, kỹ năng quản lý các folder kế toán trên máy tính, mail hiệu quả, kỹ năng tư duy tạo báo cáo cho các công việc của kế toán. Hãy cùng Kế Toán Việt Hưng tìm hiểu chi tiết về nội dung của khóa học. Trong nội dung của chương trình khóa tin học văn phòng dành cho kế toán, hướng dẫn chi tiết cho các bạn các kỹ năng sử dụng máy tính căn bản, hướng dẫn cách cài đặt và gỡ một số phần mềm, kỹ năng thiết kế quản lý các file thư mục trong máy, một số các kỹ năng khác phục vụ cho công việc của một kế toán, hướng dẫn thực hành trên Word kế toán tại doanh nghiệp, giới thiệu về giao diện và sử dụng trên Word các kỹ năng soạn thảo hợp đồng, phân loại các hợp đồng trong doanh nghiệp, tư duy và kỹ năng soạn thảo, một số các lưu ý khi chúng ta soạn thảo văn bản, hướng dẫn cách căn chỉnh lưu in ấn và các bài tập thực hành, hướng dẫn thực hành trên PowerPoint kế toán tại doanh nghiệp, thiết kế slide theo bố cục của một bài thuyết trình, giới thiệu về một số tính năng và sử dụng thiết kế, slide báo cáo tại doanh nghiệp và các bài tập đi kèm, thực hành trên Excel kế toán tại doanh nghiệp, sử dụng 18 hàm Excel thông dụng cho kế toán, cách đọc copy công thức từ file quản lý khác nhau, tư duy thiết kế file quản lý nhân sự đơn giản là các nội dung chính khi các bạn tham gia vào khóa tin học văn phòng dành cho kế toán. Ở khóa học này, các bạn sẽ được lựa chọn các hình thức học, bao gồm lớp tập trung, lớp online, một giáo viên kể một học viên. Các bạn sẽ được học trên giáo trình online của trung tâm. Các bạn nhấn xem giáo trình online. Đây là giáo trình online trên trang web kế toán việt hưng.com, tin học văn phòng dành cho kế toán. Và trong phần học này, các bạn sẽ được chia làm các phần học nhỏ. Mỗi một phần sẽ có video hướng dẫn chi tiết các nội dung của khóa học. Để có thể xem được các nội dung của khóa học, thì các bạn sẽ nhấn vào đăng nhập, chọn ID và mật khẩu sau khi đăng ký khóa học của trung tâm. Ngoài ra, các bạn có thể lựa chọn hình thức học trên chính tướng từ tại doanh nghiệp mà các bạn đang làm việc. Kế Toán Việt Hưng hy vọng sẽ được chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm cho các bạn ngay từ hôm nay. Đăng ký nhận tư vấn lộ trình khóa học tin học văn phòng bằng cách liên hệ đến các số hotline của trung tâm 0988680223 để được tư vấn và hỗ trợ.